Kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Lại là em đây, em là Thanh Nhi Bất Động Sản đây. Hôm nay em có duyên đến Đới Hòa Thành á. Em sẽ giới thiệu cho cô chú, anh chị và các bạn xem một cái căn nhà nằm tại trung tâm hành chính Hòa Thành luôn. Một cái căn nhà rất là đẹp, mới hoàn thiện, mới tinh 100% luôn ha. Nhà này có tổng diện tích là 4m9 nè. Hậu dài trên giấy là 29 nhưng hiện trạng được 33 luôn. Thổ cư thì full luôn. Nhà này nằm hướng Tây nha cô chú, anh chị và các bạn. Rồi mình cùng tham quan cái căn nhà của mình ha. Mình đi vô phía trong nha. Cái nhà này mình đi đường hẻm 95 Trần Phú. Mình đi vô ha, mình đi vô. Đụng ngay cái ngã tư thứ nhất, mình rẽ trái là tới cái căn nhà mình. Đây, phòng khách của mình đây. Đây là điểm nhấn của phòng khách mình. Ồ, trần đúc rất là đẹp luôn. Phòng khách rất là rộng nhưng cô chú anh chị, đây là cái đường đi. Chủ nhà này thiết kế là cái đường đi này là khác biệt so với tất cả những ngôi nhà khác, là đường đi rất là bự luôn, rất là rộng luôn. Đây. Đây là cái căn phòng thứ nhất nha cô chú anh chị. Đây, không gian căn phòng thứ nhất của mình đây. Làm trần rất là đẹp luôn. Cái phòng thứ nhất của mình là có luôn một cái nhà vệ sinh ở trong nha. Trong nhà vệ sinh, trong cái phòng này là có cái nhà vệ sinh ha. Rồi mình cùng tham quan tiếp tục. Cái điểm nhấn của cái căn nhà này là ngay cái đường đi của mình nè cô chú anh chị ơi. Có ba cái đồng tiền phong thủy nè. Đó, vừa mang tính chất thẩm mỹ mà vừa mang tính chất thẩm mỹ phong thủy luôn nè. Đó. Cái đặc biệt của cái căn nhà này là có thêm một cái phòng khách ở phía sau nữa nè. Một cái không gian của gia đình chung nè. Làm tròn rất là đẹp luôn. Tại vì cái căn nhà này hậu rất là dài, dài tới 33 mà thổ cư nó full luôn. Đó, cô chú anh chị. Đây là cái đường đi tiếp nè ha. Tiếp tục ngay cái không gian này lại là có một cái phòng ngủ nữa ha. Đây, phòng ngủ này đây. Rất là đẹp. Đấu nối đường dây điện rồi sẵn sàng vô, chỉ gắn máy lạnh ở thôi. Gắn máy lạnh, gắn máy giặt rồi vô thôi, điện nước đầy đủ. Đây là không gian bếp của chú ơi. Rất là rộng luôn. Làm đá hoa cương luôn. Đây, mình xem ngược lại cái đường đi của mình lên trước nè. Rồi, đây là phía sau của cái căn nhà của mình đây. Phía sau là có hai cái nhà vệ sinh riêng nè. Có một cái vị trí để mình rửa chén riêng hoặc là rửa ra cho nó rộng rãi, thoáng mát ở ngoài hang. Đây là sân nắng nè. Sân rất là rộng luôn, phơi đồ thoải mái luôn ha. Đây là hai cái toilet riêng ở phía sau ha. Mình cùng đi lên ngược lại cái căn nhà mình xem lại một lần nữa. Em xin nhắc lại là nhà này 4m9, hiện trạng trên giấy là 29 dài, nhưng mà trên giấy là 29 nhưng mà hiện trạng nó dài được 33 luôn, thổ cư thì full luôn. Nhà này nằm ở hướng Tây, cách chợ Long Hoa thì chỉ có 4 phút thôi, cách tòa Thánh Tây Ninh 3 cây, cách trung tâm thành phố 7 cây. Đó, từ sau đi lên. Nhà này được trang trí cái nền nó rất là đẹp luôn á. Không có chê dâu được luôn. Chủ nhà xây nhà này rất là có tâm luôn. Đây là cái điểm nhấn nè. Đó, bên hông mình có một cái cửa sổ đó mà nhìn ra nè. Rồi, em đi ra ngược từ trong nhà ra ha, mình xem cái sân của mình nè. Rất là rộng rãi. Rất là rộng và dài.
Đây là hàng xóm xung quanh hai đường rất là lớn, đường rộng nha. Khu dân cư đông nè, tiện ích. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị.